Ok, hello anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục series 1001 cách counter Witcher anh em nhé. Vậy những cái đội hình nào tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với anh em thì mời anh em tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo của tôi anh em nhé. Rồi, let's go. Lobby này tương đối gắt đấy anh em. Ok, anh em thấy là ở trong cái bảng truyền thuyết ấy, nó có con máy bay và con Tsunami. Đấy. Thế nên là chúng ta sẽ hướng đến là sẽ chơi một cái bộ rất là mạnh. Đó chính là bộ 9 han kết hợp với cả máy bay. Nhưng mà cái bộ này nó mạnh thì mạnh thật đấy, nhưng mà nó đánh nó phải ở level 10. Anh em nên nhớ là cái điều đấy. Chúng ta có một cái lineup rất mạnh và có khả năng là ăn được Witcher, tuy nhiên chúng ta sẽ phải đánh ở level 10. Và cái việc lên 10 ấy, thực sự để mà đảm bảo cái việc lên 10 thì chúng ta phải đánh hết sức cẩn thận. Với những cái lobby gắt như này thì có khả năng không lên nổi 10 mà phải đánh ở 9. Đấy. Mặc dù là cái đội hình này có thể ăn ở Witcher nhưng chúng ta sẽ phải đánh ở level 10 và chúng ta sẽ phải có cái điều kiện thứ hai. Một cái điều kiện mà kiên quyết đấy chính là ra được cái con máy bay. Còn trước khi chúng ta lên được 10 thì không ăn được. Trong cái giai đoạn mà từ round 15 trở đi, khi mà Witcher nó rất là mạnh thì chúng ta rất khó để chơi được nha anh em nhá. Đây nó chỉ là một cái, nó gọi là cái ý tưởng ban đầu về cái việc xây dựng đội hình là chúng ta chắc là chúng ta sẽ hướng theo Hunter. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chơi ấy, thì nó còn phải xem là bài nó có ra không đã anh em nhá. Đấy, tôi cứ nhắc trước anh em như thế. Tất nhiên là trong cái trận đấu này thì không phải chỉ có Hunter, nó có cả, ở đây là chúng ta thấy là có mèo. Mèo thì chơi gì? Mèo có thể chơi Shaman nhá. Đấy, rồi ok. Chốt đồ trước đã, cái giáp thép và đánh chuỗi thắng này. Anh em đã thấy là cái tiếng của tôi nó, thứ nhất là nó ngạt này, thứ hai là nó hay bị khực khực. Đấy, nó hay có cái hắng giọng thì anh em thông cảm. Bây giờ ấy, ở Hà Nội nó vừa mới chuyển đông. Đấy, mấy hôm trước thôi, vẫn còn coi như là mặc quần đùi, cởi trần ở nhà. Thế mà đến hôm nay thì thôi, quá lạnh rồi. Nhiệt độ nó giảm một phát, nó giảm 10 độ luôn. Cơ thể nó không kịp thích nghi, thế mà cái tầm này bây giờ là dễ ốm lắm anh em ạ. Đấy, tôi sụt xịt mấy ngày hôm nay rồi. Ok. Úi dồi ôi, không ra Hunter này anh em này. Ra phe giờ nhá. Ra phe giờ chơi kiểu gì? Ra nhiều phe giờ mới sợ chứ. Thế nó mới điều. Up cấp lên. Đội hình rất là chắp vá ở đây. Chưa có cái gì ra cái gì cả. Kể ra bây giờ cho tôi không cần Hunter đâu, chỉ cần cho tôi một con beat thôi. Kẹp được 2 beat và nó đã có tí đam rồi. Hiện tại cái đội hình này nó hơi yếu, tôi sợ là không có chuỗi được. Khó đấy. Gặp thằng này thì có gì? Thằng này chưa có cái bộ Assassin mà nó kẹp thêm cái con Wing vào. Vậy là chúng ta có thể đảm bảo chiến thắng ở round này rồi. Ok. Đó. Cho một con beat đi. Tôi xin một con beat nhá. Xin con beat nào. Rồi xin con beat thôi. Hai con Berserker mà lại kèm theo con Fallen. Trời. Thế thì nó là giống như là tôi, là nó ép tôi là phải chơi cái bộ Witcher không anh em. Ép thật sự. Witcher Glacier đây còn gì nữa đúng không? Rồi. Không anh em ạ, chúng ta đến với tuần lễ counter là tôi không chơi cái bộ này đâu. Hứa với anh em, tuần này sẽ là cái tuần khét nhất từ trước đến nay. Chúng ta sẽ cùng nhau đưa cái bộ Witcher xuống dưới đáy xã hội anh em nhá. Đóng hòm luôn. Sau cái tuần lễ này của tôi, 7 cái video ra tuần này sẽ là 7 cái video counter. Và chắc chắn với anh em luôn. Sang tuần sau là có khi là không thằng nào dám chơi cái bộ này nữa. Bởi vì là người ta chơi toàn những cái đội hình counter ở trong rank. Đấy, hôm qua tôi có giới thiệu anh em cái bộ Aegis kẹp với cả và cung đấy.
cung đen làm co, không sợ Witcher một chút nào hết. Và hôm nay đã có rất nhiều anh em thử và đã feedback lại cho tôi bằng cái cách là gửi những cái hình ảnh mà anh em chiến thắng những cái bộ Witcher ở trong cái group đấy, anh em à, không phải group mà là cái fanpage, gửi trong fanpage của tôi rồi. Đấy, rất nhiều anh em đã gửi và khoe thành tích, thành quả khi mà xem video xong và thực hành theo. Rất hay. Đấy, và đây nó là một cái niềm vui, là niềm hân hạnh, tự hào khi mà anh em tin tưởng và làm theo. Anh em thấy là có những cái trận đấu có anh em đã gửi cho tôi một cái bức ảnh mà trong trận đấu đấy có tới 5 thằng chơi Witcher và anh em đấm cho cả 5 thằng sấp mặt. Đấy, với một cái solo lead vẫn là một cái con Fallen Witcher 3 sao nhưng mà không thể đấm nổi. Rất là khỏe. Cung đen là coi như là counter cứng luôn, không sử dụng mana, đội hình không cần mana. Đấy, bắn tay đánh chay và đánh đôi công luôn. Một trong cái đội hình mà rất nhây, đánh đôi công xong chết thì còn có mấy giây bất tử nữa. Thật sự làm khó khăn cho cái bộ Witcher rất nhiều. Đấy, vậy là tôi sẽ tổng kết lại cho anh em cho đến cái thời điểm hiện tại ở trên kênh của tôi. Ở trên kênh của tôi thì tôi đã giới thiệu cho anh em hai bộ là đã có thể đấm ngon cái bộ Witcher rồi. Bộ thứ nhất là bộ Ngũ Long hóa hình, quá tuyệt vời nha anh em nhé. Và bộ thứ hai nó chính là bộ Aegis kết hợp với cả 6 Hunter. Thực sự là phải nói là quá tuyệt vời luôn. Line up mà có thể ăn đứt. Trên này không ra Hunter rồi anh em ạ. Thôi, có lẽ chúng ta sẽ giải tán nha anh em nhé. Chúng ta phải lựa theo những cái gì mà chúng ta được cho. Tất nhiên là ở đây là tôi, bởi vì tôi thông thạo. Anh em cứ nói là tôi tinh tướng đúng không, nhưng mà thực sự là tôi tinh tướng thật đấy anh em ạ. Những cái gì mà tôi nói là tôi thông thạo là tôi thực sự thông thạo nha anh em nhé. Khi mà tôi đã biết được tới chục cái lineup có thể counter được Witcher thì tôi lúc nào tôi cũng sẽ có cái cách để tôi chuyển về những cái lineup mà nó hợp lý khi mà bài nó ra đấy. Nên là anh em cứ yên tâm, kiểu gì cũng sẽ có một cái bộ lineup counter Witcher trong cái ngày hôm nay trong video này để phục vụ anh em. Đấy, kiểu gì cũng ra mà. Nếu mà không chơi cái này thì tôi chơi cái khác, không cho tôi bài như này tôi chơi cái khác, ok hết nha anh em nhá. Hôm nay chúng ta không đánh được 9 Hunter máy bay thì ngày mai chúng ta đánh. Tất nhiên là trong cái truyền thuyết là có một con tên Tsunami và một con máy bay thì rõ ràng anh em thấy không, là nó là mạnh nhất, nó rất mạnh, nó cực kỳ là nguy hiểm, nó cực kỳ là kinh khủng. Đấy, nhưng mà để mà ra được cái trận đấu như thế thì chúng ta cũng phải ra được một cái dàn Hunter rất là mạnh mẽ ở giai đoạn đầu game để đánh chuỗi thắng. Đấy, mà tôi bây giờ tôi được tận dụng những cái này thì tôi cũng có thể đánh được chuỗi thắng anh em thấy không. Đấy, ui giời, ui giời, cái tận dụng này nó hay lắm anh em ạ. Chúng ta không phải mất quá nhiều tiền khi mà chúng ta kết hợp hai, chỉ cần biết tận dụng như con được cho thật là hay thôi là chúng ta tiết kiệm được một đống tiền rồi đấy anh em. Sau đó chúng ta chuyển thế nào thì nó việc của late game. Đầu game tận dụng được rất dễ để có thể đánh được chuyện thắng. Đấy, đánh kiểu gì một lúc là cũng đánh chuyện thắng. Anh em cứ để ý với cái video của tôi mà xem. Đấy, mặc dù đầu game nó có thể nó trông bài nó khèo đến cái cỡ như nào thì đánh một lúc rồi nó cũng thành cái chuyện thắng. Thế nó mới hảo anh em ạ. Ảo thật sự. Rồi, round này chắc là tôi sẽ bán một con đi để tôi kiếm một tiền. Round này tạm thời sẽ là như thế đã. Ok. Anh em nói chung là cái tuần này thì anh em mà ghét bộ Witcher thì phải nói là như cá gặp nước luôn khi mà vớ được những cái video của tôi. À, tính xem là cái round tiếp theo chúng ta sẽ gặp ai nào. Hình như là Skyline thì phải, đúng không? Skyline chưa gặp. Skyline này vẫn chưa đủ 6 Warrior. Chưa đủ 6 Warrior thì yếu. Không, không cần áp cấp. Úi dồi, quả trứng này. Trứng đập luôn nhỉ. Thôi, đập luôn đi anh em. Đập lấy cái lợi thế. Berserker 2 sao, 4 Glacier. Được không? 4 Glacier vào. Đấy, hợp lý chưa?
4 Glacier kẹp với cây Tanker. Rồi. Tạm thời thế đã. Round này thì không phải up 7 nên là cũng không cần bán cây up 7 làm gì. Vì cái thằng kia nó vẫn chưa đủ 6 nên là chúng ta vô tư ở round này. Ok, chúng ta đã chiến thắng rồi. Mấy cái ngày hôm trước thì có nhiều anh em bảo là tôi sẽ làm những cái siêu phẩm hay về cái con ốc ấy. Khi mà tôi ra cái bài con ốc bất tử thì nói chung ấy là cái bài đấy thì múa thì cũng được, nhưng mà để mà sửa farm ngày nào cũng ra thì rất khó nha anh em nhá. Bài nó phải coi như là đồ độ tí, ví dụ như đầu game ra con ốc 2 sao dư máu, chứ còn không phải là chúng ta vào chúng ta cắm đầu vào chơi anh em ạ. Tôi thực ra tôi sản xuất video clip cũng thế thôi. Tôi thường là tôi hay sản xuất là tôi làm một phát khoảng 7 clip liên tục. Đấy. Xong rồi là nó ra được cái bài như nào chơi bài đấy. Đấy, sau đó sắp xếp làm nào để những cái trận hay thì vào giai đoạn cuối tuần để anh em có siêu phẩm vào cuối tuần xem. Thường là nó sẽ cái mức độ hay nó sẽ tăng dần càng về cuối tuần. Đấy, thứ năm nó sẽ hay rồi, xong rồi thứ sáu sẽ hay hơn thứ năm. Thứ bảy là hay hơn thứ sáu. Sau đó đến cái buổi chủ nhật là rất hay. Đấy, là hay nhất là vào buổi tối chủ nhật. Thế nên là anh em nào mà bận quá, anh em không thể nào mà có thể theo dõi được tất cả các video mà tôi sản xuất ở trong tuần, thì anh em có thể chọn xem vào cái buổi cuối tuần ở trong trên kênh anh em nhé. Đó là những cái video đặc sắc nhất ở trên kênh. Đó. Cái slot này tí nữa tôi sẽ lấy cái có thể là cái dây chuyền kháng hoặc là cái chồng lẻ anh em nhá. Từ từ để xem là chúng ta sẽ phải chiến với cái bộ nào. Nhưng mà BP 420 hên kia là đang có vẻ như đang chơi lẻ đấy, nên là chúng ta sẽ phải có một cái slot cho cái chồng lẻ. Vừa lấy tôi ghép cái búa xét là bởi vì là thực ra là lẽ ra là ghép cái chồng lẻ trước anh em ạ, nhưng mà ghép cái búa xét để lấy cái lợi thế. Đấy, chúng ta không phải chỉ có gặp mỗi cái nhà lẻ, nên là chúng ta cũng không phải là ghép cái gậy gai sớm làm gì cả. Nó sẽ không có cái lợi thế chiến thắng đầu game. Đấy, thay vì cái việc ghép cái gậy gai để đánh late game với cả nhà lé thì tôi quyết định là tôi sẽ đợi cái gậy gai ra sau và tôi lấy cái búa xét trước nhá anh em nhá. Đang có cái lợi thế đầu game rất khỏe. Chúng ta sắp có chuỗi rồi. Rồi, đấy anh em thấy chưa? rồi tuyệt vời. Đấy, tôi vẫn đang tận dụng rất là khéo ấy nhá. Tôi vẫn đang là tận dụng là ba con Fiazer ở phía trên. Đấy, để làm tăng cơ luôn. Rất khéo léo luôn đấy. Ok. Tự nhiên họng tôi đau quá anh em ạ. Có thể là tôi sẽ cái lúc mà động họng đau tôi sẽ phải dừng lại một lúc anh em nhé. Lút nước bọt. Bây giờ cái kiểu mà anh em nào mà bị ốm mà bị viêm họng ấy, anh em sẽ có cái cảm nhận, anh em sẽ trải nghiệm và anh em sẽ biết được cái nỗi đau của tôi khi mà bây giờ cái họng tôi nó rất là đau. Đấy. Và đây là đang là buổi đêm anh em ạ, đang khuya lắm, đang rất khuya. Hiện tại nó đã gần sáng rồi nên là nó thực sự là cái tầm này nó trời nó lạnh và họng rất đau, luốt nước bọt đã thấy đau rồi nên anh em thông cảm. Có những lúc tôi phải dừng lại, tôi luốt nước bọt, tôi nghỉ một chút do nó quá đau anh em nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta đang có chuỗi và tôi rất là hy vọng là cái chuỗi này nó sẽ kéo đến round 20 bằng cái cách là chúng ta sẽ phải tận dụng thêm một vài những cái con bài khác để kết hợp với cái bộ này, ví dụ như là Warlock, ví dụ như là Beat. Nếu mà có khả năng là kẹp được con gấu vào và kẹp thêm một con Unicorn 2 sao thì nó là tuyệt vời. Chúng ta có thể tự tin đánh đến round 20 mà có chuỗi anh em nhá. Hôm nay nói chung là cũng rất là vui khi mà các anh em là có chia sẻ những cái thành tích của anh em ở trong fanpage. Có thể là tôi thấy là bởi vì là cái cảm giác của anh em khi mà anh em bị cái bọn Witcher nó hành nó quá lâu rồi, làm cho anh em cảm thấy cực kỳ là cục xúc, cực kỳ là ghét cái bọn đấy. Khiến cho mà vào một cái con game mà nó quá nhiều người chơi cái bộ đấy là anh em cực kỳ là cáu luôn.
Và đấy anh em, khi mà anh em chiến thắng, anh em đấm hết thì anh em quả thực anh em rất là vui và anh em đã khoe với tôi. Tôi hiểu cái cảm giác đấy, tôi rất hiểu. Tôi quyết định là ghép cái kháng trước anh em ạ. Kệ đi, cái trống lé cứ để sau. Chúng ta sẽ phải ghép để chúng ta có chuỗi. Đấy, đến cái round 15 là chúng ta cũng phải chốt đồ rồi. Khi mà chúng ta có chuỗi thì chúng ta không bao giờ chúng ta để những cái món đồ thừa. Không phải chúng ta mà tôi, còn anh em thì chịu. Tôi lại cứ vơ đũa cả lắm không được, đúng không anh em? Đấy, tôi cứ nói là tôi cho nó gọi là chắc chắn. Thực ra tôi cũng rất là muốn nói chúng ta để chúng ta đấy, chúng ta có thêm cái tình cảm gắn bó với nhau. Đấy, cái từ gắn bó với nhau, cái từ tôi với cả cái từ chúng ta nó rất là khác nhau. Khi mà tôi nói chúng ta có nghĩa là anh em với tôi là một. Còn nếu mà tôi nói là tôi không ấy thì rõ ràng đấy là cá nhân tôi rồi. Ở đây là thực sự với anh em là tôi ra những clip như này này là phần lớn là để chúng ta nha anh em nhá, để cộng đồng cùng nhau đấm Witcher đấy, cùng nhau thay đổi meta. Chứ còn nếu mà tôi ấy, mà tôi đã không buồn ấy là tôi giữ một mình tôi chơi thôi anh em ạ. Tôi chả giờ tôi chia sẻ đâu. Đấy. Thế nên cái việc mà tôi nói tôi và tôi nói chúng ta thì nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, thường là những cái trận như này là tôi rất là muốn là chúng ta sẽ cùng nhau đấy nha anh em nhá. Cùng nhau thay đổi cái meta này. Chúng ta sẽ cùng nhau đấm sấp mặt cái bộ Witcher. Đấm chết hết những cái thằng sờ farm cái bộ đấy cho là bỏ ghét. Dạ man ông Tuấn Cơm. Thế nha anh em nha, đấy chúng ta có một cái sự gắn kết. Còn đôi khi anh em sẽ thấy là tôi hơi lười trả lời comment. Đơn giản thôi, tôi cái lúc mà tôi trả lời comment là những cái lúc mà tôi có thể bật được YouTube lên và tôi vào tôi trả lời. Đấy, còn cái khoảng thời gian vào cái buổi sáng là tôi rất bận. Tôi không có thời gian check cái YouTube đâu anh em ạ, cả ngày tôi vào đâu. Đến buổi tối tôi bắt đầu vào trả lời comment cơ. Thế nên là có nhiều anh em sẽ thấy là tôi trả lời comment nó hơi bị chậm. Full lần 2 sao rồi đây này. Nhưng mà bạn ơi, ui dồi ôi, thấy chưa? Anh em thấy cái chuối của tôi nó giữ được lâu không? Nó là cái sự tận dụng đấy anh em ạ. Tận dụng cách triệt để và tôi chúng ta đang có chuối cộng 8. Đến tận round thứ 20 nếu mà chúng ta muốn. Anh em thấy được không? Quá ok luôn. Bài rất là tận dụng luôn đấy nhá. Toàn những cái con rẻ tiền thôi. Thậm chí là cái con Berserker ấy, nó không lên được 2 sao đâu. Đến bây giờ là nó vẫn 2 con thôi. Nếu mà tôi không tận dụng cái quả trứng tôi đập. Đấy, đập trứng là lỗ 2 tiền rồi. Và cái con Berserker chắc chắn nó không phải là cái con co vào giai đoạn cuối ở con game này. Thì cho rõ ràng là không có chơi bằng con này. Nên là đó là cái sự tận dụng. Cái ưu thế ấy, kể cả ghép cái búa xét cũng thế. Kể cả lấy cái dây chuyền kháng cũng thế anh em ạ. Tất cả nó đều là sự tận dụng hết. Lấy cái ưu thế có chuỗi. Chứ còn mà nếu mà đánh siêu lết game thì chả bao giờ lấy mấy cái đồ đấy. Tôi nói thẳng luôn, siêu lết nó phải là chống hồi máu. Nó sẽ phải là gì? Nó sẽ phải là để dành trứng cho một con 5 tiền. Một con cò 5 tiền nha anh em nhá. Chứ không phải là cái con này. Rồi. Ok. 6 Glacier luôn này. Được không? Đánh cái level 8 à? Quá tuyệt vời. Rồi, chúng ta đã tận dụng được cái bộ 6 Glacier. Còn những cái con Feather thì thôi, chắc là chúng ta bán đi thôi. Lên 9 thì đương nhiên chúng ta sẽ không kẹp cái con đấy. Lên 9 thì chúng ta sẽ kẹp vào gì? Có thể là nếu mà chưa có con nào tôi sẽ kẹp thêm con Whippersia. Còn nếu mà có thì chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta kẹp thêm Warlock nha anh em nhá. Trời ơi anh em ơi, đúng là giữ đến round thứ 20 thật. Quá hay anh em ạ. Đùa. Trong lobby gắt nhá. Đấy, phải nói với anh em là đây là cái lobby gắt đấy. Không phải là lobby vô vẩn đâu. Rank thì rank queen được cả nghìn điểm rồi. Nào bây giờ check qua nhá. Trời ơi anh em ơi, mẹ Witcher nó cả đàn luôn. Tôi lướt qua rồi nhá. Tôi còn chưa xem là cái hàng chờ của nó thế nào đâu. Ba thằng chơi rồi. Đấy anh em thấy không? Đúng sờ pha meta mà.
Bây giờ meta ấy mà muốn đánh rank mà ok chỉ có chơi bộ đấy thôi. Đấy, ghét chưa? Ghét chưa? Ghét đúng không? Nhưng mà Tuấn Cơm không cần chơi luôn, không thèm chơi luôn mà. Đấy, tuần trước là tôi nói là tri ân rồi, tức là tôi đã sờ farm cái bộ đấy rồi anh em ạ. Đấy, tuần trước là sờ farm để làm cái gì? Sờ farm để cho mấy cái ông sờ farm, ông ấy bắt chiếc ông sờ farm theo. Thuyết âm mưu cả anh em ạ. Anh em biết để làm gì không? Tuần trước tôi làm như thế để dọn đường cho cái tuần này đấy anh em. Cho trong rank nhiều cái ông sờ farm cái bộ đấy để tuần này tôi ra clip counter anh em ạ. Tôi vào trong rank ấy tôi đánh những cái bộ counter nó dễ hơn. Vì nhiều ông chơi cái bộ đấy, anh em hiểu chưa? Cái vấn đề đó ở cái chỗ đấy đấy. Đấy, bây giờ anh em hiểu rồi. Tôi chỉ cần nói thế thôi, anh em hiểu. Tất cả nó là ủ mưu hết, cái sự ủ mưu của Tuấn Cơm. Một cái dọn đường trước để có thể làm một cái chuỗi series counter vào cái tuần sau. Đấy. Ok. Tuần trước anh em thấy tôi ra sờ farm một đống Witcher luôn, khiến cho người ta kiểu người ta nghĩ là việc là nếu mà không chơi Witcher thì bị thiệt ấy. Đấy. Rồi cố tình tôi làm cái điều đấy. Khiến cho rất nhiều người xem video nghĩ là bây giờ phải chơi cái bộ đấy. Nếu mà không chơi cái bộ đấy thì là sẽ bị thiệt so với cả những cái thằng chơi bộ đấy. Và rồi cuối game không thể nào ăn được cái bộ Witcher. Anh em thấy đúng không? Anh em thấy có đúng không? Gì này, con Berserker nó solo hết luôn. Dã man, cắt chuối luôn. Quá tuyệt vời, kẹp thêm đủ lock anh em ạ. Thậm chí là chúng ta có thể kẹp 4 mua lock nha. Yeah. Con cây bây giờ nó 2 sao đang khá tanh về trên đấy. Tôi nghĩ là nếu mà để con cây này thì nó vẫn có cái giá trị của nó. Bởi vì hàng trên của chúng ta hơi mỏng. Công thủ nó phải toàn diện anh em ạ. Một cái bộ công nhiều quá nó cũng không ngon. Nó phải vừa công vừa thủ thì nó mới hay. Đấy, nếu mà nó công nhiều quá thì nó sẽ không ngon đâu. Chúng ta sẽ phải vừa có thủ nữa. Đấy, bắt đầu lộ diện rồi nha anh em nhá. Bắt đầu lộ diện rồi, bắt đầu lộ diện rồi anh em ơi. Trận này cũng sẽ có 9 Hunter nha anh em nhá. Trận này sẽ có 9 Hunter, thằng này chơi 9 Hunter này. Bộ 9 Hunter ấy. Nếu mà về lý thuyết, nếu mà lên được 10 kẹp máy bay 2 sao vào thì cũng ăn được Witcher. Nhưng mà cái quá trình lên 10 ấy, nó là cái quá trình vô cùng gian lan nha anh em nhá. Vô cùng gian lan và vất vả. Thậm chí là phải đợi tới con máy bay ra. Nó không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Đấy, là chỉ cần là trong cái bộ truyền thuyết nó có con máy bay, có tên Sulami là chắc chắn là bố mới chơi Hunter là bố mới ăn. Không, không có đâu anh em. Đấy là lý do tại làm sao ấy mà tôi giai đoạn đầu là không ra Hunter, tôi không chơi luôn, tôi bỏ luôn. Bởi vì cái giai đoạn giữa này là cái giai đoạn rất khó khăn cho cái bộ Hunter. Đấy. Tôi nhìn thấy cái thằng Miu Miu kia còn 30 máu, tôi biết là nó sắp bay màu rồi. Không đơn giản đâu anh em, một cái lobby nó gắt như này. Anh em nhìn xem, nó rất gắt nha anh em nhá. Đấy. Đấy. Nhìn đối thủ ra được cái con Tsunami 2 sao. Sắp chết nhưng mà dẫy được ra con Tsunami 2 sao. Và full Witcher lên ở level 9 và rất căng luôn nhá. Những cái ông sắp chết bây giờ nhá là những cái ông mà chuẩn bị lật kèo. Đấy, còn những cái ông mà đang ở giữa là những cái ông dễ chết nhất. Chỉ có tôi là cái người mà bây giờ đang giữ chuối và giữ máu rất là xuất sắc. Rất là perfect luôn. Vẫn chưa có thằng nào cắt được chuối của tôi anh em ạ. Anh em thấy không? Đánh nó phải gọi là perfect luôn. Giống như là Tuấn Cơm phần còn lại của thế giới. Nếu mà anh em có thể là anh em nhìn ra thì vấn đề là nó là cái chỗ là Tuấn Cơm nó có một sự khác biệt rất lớn. Anh em biết tại sao không? Có sự khác biệt đấy không? Đó chính là cái việc mà chúng ta, đấy, tôi nói rồi, timing ở giai đoạn đầu game tận dụng được như con được cho. Và timing cái sức mạnh đội hình một cách chính xác. Khi mà chúng ta cảm thấy là cái đội hình nó đủ mạnh thì chúng ta không làm gì. Còn khi mà chúng ta cảm thấy cái đội hình ấy nó hơi yếu một chút là chúng ta có thể roll một vài cái. Đấy, thậm chí là roll hết tiền. Đó chính là cái hay ở trong cái việc là tham minh chuẩn. Anh em yên tâm, tôi đang tham minh rất chuẩn ở đây. Giữ đến round 25 luôn. Tuyệt vời không? Anh em thấy tuyệt vời không? Và thậm chí là tôi có thể dí đến 10 nếu tôi muốn. Nhưng mà tôi không việc gì mà tôi phải quá vội vàng như thế cả. Anh em hiểu không? Đấy. Còn bây giờ nha, cái thằng Miu Miu, anh em thấy là đó là 9 Hunter đấy anh em. Và chúng ta vẫn chưa nhìn thấy cái con máy bay cũng như là 9 Hunter đâu mà sắp bay màu rồi. Miu Miu chơi 9 Hunter, round sau đủ tiền lên 10 đúng không? Nhưng mà phải tự ra con máy bay mới sống.
Anh em tin không? Anh em tin là Miu Miu vào round sau là bay màu không? Đấy. Anh em không tin, anh em cũng phải tin. Anh em không thể không tin được. Anh em phải tin. Bây giờ cái lobby nó gắt như này. Ngay từ cái lúc mà khi mà đầu trận đấu, tôi vào trong cái trận đấu tôi biết ngay cái lobby này nó gắt rồi. Chơi 9 Hunter nó phải rất cân nhắc. 9 Hunter không phải là cái bộ dễ chơi đâu anh em. Không phải là cái bộ dễ chơi đâu. Đấy. 3 hàng chơi Witcher. 9 Hunter nó chỉ ăn được Witcher khi mà nó lên được 10 và nó kẹp được con máy bay thôi anh em ạ. Ok, rồi, chúng ta lên 10 nha anh em nhá. Xả tiền. Quá tuyệt vời. Từ từ, mấy cái con 5 đô là phải lấy hết. Mấy con 5 đô lấy hết nha anh em nhá. Được. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Đây rồi, ra hình rồi. Ra hình rồi, ra hình rồi, ra hình rồi. Hồn tiếp. Ôi dồi ôi, xong rồi anh em ơi. Đấy, nó gọi là bố của thằng Minh luôn. 100% màu đến hết game. Liệu rằng có phải là như thế không? Bố set luôn. Đây nó gọi là đúng là cái kiểu là chơi không cần mana nhá. Anh em nhá, chơi không cần mana luôn. Đấy. Thôi anh em ạ. Nó là gọi là tham minh như này thì cái chuỗi này anh em ơi tiếp tục giữ đến round thứ 30. Witcher cái thằng đầu tiên gặp tôi. Cậu ơi cậu ăn hộ tới cái chuỗi này với một thằng bay màu nhá, sở farm Witcher này top 8. Sướng chưa? Sướng chưa? Mẹ thằng nào bây giờ mấy cái thằng Witcher sang đây. Mấy thằng Witcher sang đây, sang hết đây. Thằng nào là thằng Witcher sang hết đây. Thôi anh em ạ. Kết cục của trận đấu nó như thế nào thì nó đã quá rõ rồi anh em ạ. Thôi anh em nhá. Miu Miu top top 7 kìa. Miu Miu top 7 luôn. Đó, khác nhau. Rõ ràng là rất là khác. Không gian tôi quay xe luôn anh em ạ. Không có cái gì mà phải là cố gắng để mà chơi cả anh em nhá. Không có cái gì mà phải cố gắng cả. Chúng ta có rất nhiều lựa chọn để counter. Đây là một cái sự lựa chọn đấy anh em. Một cái đội hình mà không cần mana. Tất cả những con này nó không cần mana luôn. Mèo vào phát gọi ra thêm con đệ. Cả hai con cùng bắn. Đây rồi, Witcher. Witcher, ấy à, Tay Tsunami hất tung căng đấy. Ui, mất chuỗi à, mất chuỗi à. Không, 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 không. Mất chuỗi kiểu gì? Ui rồi ôi anh em ơi. Không mất chuỗi cái con đẩy đối thủ gần chết. Anh em ơi. Thôi. Anh em ạ, cái thể loại mà tham minh và chuẩn thì chắc là bây giờ là nó gọi là perfect ở trong trận đấu này rồi. Nó chuẩn đến từng lao luôn đấy. Nên là bây giờ không thằng nào cắt nổi đâu. Tôi mà mấy cái round đầu game ấy mà tôi có thể là tôi không bị thua một vài round đầu ấy là bây giờ tôi 100% màu để hết game mẹ nó rồi. Tuấn Cơm và BP 420 hên và phần còn lại của thế giới à. Dạ mà nhưng mà cái thằng 450 hên nó cũng chơi Witcher mà. Thế thì thế thì 450 hên sang đây. Mưa này thì mưa. Nói chung là bạn ơi, kẹp Warlock rồi, 9 Warrior thì cũng chết thôi. Thôi chết à. 9 Warrior. Đi rồi. Xong. Ui dồi ôi, cái trận đấu kết thúc ở round thứ 30 rồi anh em này. Dã man. Sai Linh Assassin lên được 2 sao. Con này có cho vào không nhỉ? Thực ra bây giờ chúng ta đủ bộ rồi. 4 Warlock. Vẫn phải có Warlock anh em ạ. Đánh nó hồi máu lên. Nó sẽ là late game Warlock nó rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta chơi ấy, chúng ta tôi nghĩ là chỉ chơi một trong hai con thôi. Mèo hoặc là xe linh. Con xe linh thì bị một cái là nó vẫn phải tung chiêu. Nó vẫn phải cần mana. Nó bật cái giáp lên là nó cần mana. Còn cái con mèo này nó không cần. Tôi đánh giá con mèo này counter ngon hơn. Ok.
Ok bạn ơi. Rồi xong rồi, mình xin cái chuỗi nha. Quá càng luôn anh em ạ. Đây nó gọi là một mũi tên trúng hai con chim nhạn. Đấy, kết liễu đối thủ và một đối thủ để mất chuỗi. Quá càng luôn. Đùa, tôi nói thật với anh em, hai clip counter toàn 100% máu đến hết game. Cái clip hôm qua ấy cũng là một cái trận đấu đỉnh cao luôn. 100% máu đến hết game chơi ở rank queen. Trận hôm nay nó còn căng hơn, nó còn toàn top server. Thế mà anh em thấy không? Vãi cứt. Tuấn Cơm thì chỉ rơi vào đâu đấy tầm khoảng queen 1000 điểm thôi. Đấy, nhưng mà trình độ thì cũng không kém gì top server đâu anh em. Chả qua là mình không muốn thôi nhá, chứ còn mình muốn thì có thể là mình đạt được bất cứ lúc nào. Rồi xong rồi. Nhẹ nhàng tình cảm với tôi anh em ạ. Đó, những cái trận đấu mà nhiều Witcher thì đây nó sẽ là một cái sự lựa chọn thứ ba cho anh em. Quá hài. Nói tóm lại là gì, Witcher nó là quá khứ rồi anh em ạ. Anh em không thay đổi nhanh thì anh em sẽ bị tụt hậu so với người khác. Tôi nói thật, Witcher nó chỉ là cái beta của tuần trước thôi. Còn sang tuần này thì nó đã là quá khứ anh em nhé, hãy để nó ngủ quên đi. Hãy đóng hộp nó đi. Nhà phát hành sẽ dừng ngay cái việc là bán skin của cái con đấy. Và nó sẽ phải thay bằng cái con cung đen. Dã man. Anh em tin không? Meta sau chắc chắn là nó sẽ là cung đen. Nó sẽ là bán skin đấy anh em ạ. 6 exorcist, 6 cung cực kỳ mạnh. Anh em cứ tin ở tôi, sắp tới là bán skin cung đen đấy. Trận đấu này sao? Bây giờ như nào đây anh em? Rồi, tôi sẽ ghép cái cầm đánh anh em nhé. Rồi, hết game rồi anh em ạ, dồn hết đồ đó. Con sai linh này tôi sẽ ôm. Kể cả tôi không chơi tôi vẫn ôm. Bởi vì đối thủ chơi phe giờ anh em ạ. Máy bay 2 sao này. Ủa, được. Con này bây giờ mới lên 2 sao. Chắc chắn là tôi ôm. Tí nữa mà nó ra sai linh assassin 2 sao, nó dùng đồ cho sai linh thì mệt. Nên là chúng ta ôm mà đương nhiên rồi. À thằng này vừa lấy nó swap cái con mèo của tôi nhá. Chấp swap luôn. Trời ơi anh em nhìn này, chấp swap luôn. Vẫn bị đẩy nhiều máu, 15 máu đấy không ít đâu. Nó bắt cái con mèo của tôi anh em à. Ui giời ơi, thôi được rồi. Cứ để đấy. Cậu chỉ bắt được một lần thôi. Nói chung là những cái trận đấu như này đối thủ chỉ có bắt được chúng ta một lần. Không thể nào mà bắt được hai lần đâu. Quá mạnh rồi. Thậm chí là bây giờ tôi ở cho máy bay và tôi cho xe linh vào tôi chơi với nó đôi công luôn được. Nhưng mà tôi không muốn. Tôi muốn là bây giờ tôi chơi cái đội hình này, tôi dồn toàn bộ lực cho con mèo và kích hoạt Silesi Warlock. Ủa nhanh tay đấy, nó lại swap của tôi. Nhưng mà tôi có BKB. Swap nhanh đấy. Nhưng mà bạn ơi, ôi giời ơi, dồn đồ cho chú quỷ chết rồi. Quả này đi nhiều máu hơn này. Ui dồi, 26 máu. 33 round hết game anh em ạ. Quá càng. Ok chưa? Không có cái cửa gì ăn được tôi đâu anh em, tôi chuẩn bị hết rồi. Giai đoạn giữa game, đầu game đánh tham minh chuẩn, giữ được chuỗi máu, giữ được cái lượng tiền nhiều. Late game chuẩn bị sẵn đội hình counter và đối thủ. Đối thủ bây giờ chuyển cái gì không ăn được, anh em có tin không? Tôi đã có một sự chuẩn bị hết ở phía dưới rồi anh em ạ. Làm sao mà ăn được. Chẳng qua là tôi muốn là bây giờ là coi như là biểu diễn cho anh em là không chuyển thì vẫn ăn được bằng cái đội hình này. Để anh em biết là đây nó thực sự là counter cứng, counter triệt để luôn đấy. Không thể ăn được luôn. Đấy thằng này bây giờ cái tầm này thôi, bất lực rồi. Thậm chí là round trước nó còn không thèm swap tôi nữa. Bởi vì nó biết là có swap thì vẫn thua. Anh em thấy không? Trời ơi, ui giời. Không có một cái phần trăm nào thắng cả. 21 chuỗi thắng liên tiếp luôn. 3 máu là cái round đầu tiên thua. Dã man. Rồi, và tôi hy vọng là sau cái video clip ngày hôm nay, anh em đã có thêm một cái sự lựa chọn khác để vào trong rank đánh cho nó yên tâm anh em nhá. Có thể vô tư mà counter Witcher, không còn sợ hãi với cái bộ đó nữa.
Anh em thấy hay hãy để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái Ngũ Long Hỏa Hình counter beta anh em nhé. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, một trong những cái bộ counter triệt để nhất của Witcher, 6 Aegis Seed kết hợp với 6 cung, cực kỳ hay và hấp dẫn luôn. Và cuối cùng, đối với các anh em yêu quý tôi, anh em có thể donate cũng như là đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc và link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!